đến với 6686, nền tảng thể thao quốc tế hàng đầu châu Á. Cùng chúng tôi nhận định trận đấu giữa Crystal Palace và Wolves thuộc vòng 4 giải Ngoại hạng Anh 2023-2024. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Roy Hodgson, Crystal Palace đã có sự trỗi dậy mạnh mẽ kể từ giai đoạn cuối mùa giải trước. Đội bóng thành London kết thúc ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League với 45 điểm sau 38 trận. Bước sang mùa bóng mới, Crystal Palace đã mang về cho mình 4 điểm qua 3 vòng đấu đầu tiên. Họ giành chiến thắng tối thiểu trước Sheffield, hòa Brentford và chỉ để thua 0-1 trước Arsenal. Còn với Wolverhampton, việc phải nói lời chia tay với nhiều cái tên quan trọng trong đội hình trước khi bước vào mùa giải 2023-2024 đã khiến sức mạnh của họ suy giảm. Chưa kể, đội chủ sân Mourinho còn chịu sự thay đổi bất ngờ trên băng ghế chỉ đạo khi huấn luyện viên trưởng Lopetegui quyết định ra đi. Dẫu sao thì sau 2 trận thua liên tiếp, tinh thần của các cầu thủ Wolves đã được giải tỏa nhờ chiến thắng 1-0 trên sân của Everton tại vòng 3. Đây chính là bước chạy đà để họ cảm thấy tự tin và hướng tới mục tiêu kiếm được ít nhất 1 điểm tại sân Selhurst Park của Crystal Palace vào cuối tuần này. Chuyên gia 6686 dự đoán hai đội sẽ tạo nên thế trận giằng co ăn miếng trả miếng. Kết quả chung cuộc nhiều khả năng sẽ là 1-1. Sau 686 là nhà tài trợ số 1 thuộc khu vực châu Á của Lazio trong những năm gần đây. Vừa qua, 6686 đã ký kết hợp đồng trở thành đối tác chính thức của câu lạc bộ Wolverhampton mùa giải 2023-2024. Chúng tôi cung cấp đủ thể loại cược đa dạng hấp dẫn, nạp rút nhanh chóng với nhiều phương thức thanh toán, tỷ lệ cược và hoàn trả tốt nhất, đảm bảo cho người chơi trải nghiệm tuyệt vời. Give it to me like...